Sau khi xét thấy hành vi của bà, hội đồng xét xử cho thấy bà không có khả năng cải tạo, nên hội đồng xét xử đành phải loại bỏ bà ra khỏi đời sống xã hội, mãi mãi. Vì bà đã cố tình gây thương tích cho người khác quá nhiều thế nên, áp dụng điều 105 bộ luật hình sự, thế nên tuyên phạt bà sáng mức án, tử hình. Thay mặt hội đồng xét xử tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Ông giận ông được lắm, cả mày nữa con duyên tất cả là tại mày. Kệ bà ta đi, các con ta về thôi. Má ơi đừng bỏ con. Hãy subscribe.